lên con coi thử. Ôi trời. Vậy là toàn ở sau lưng có bị không chú? Hết toàn bộ luôn. Từng các cái này nó có đau không chú? Nó đau. Đau á? Thế thì chú nằm làm sao được? Phải nằm có cái nệm. Phải có nệm. Chú thử quay lưng con coi. Rồi. Lưng là mổ. Lưng là cũng mổ lưng luôn. Mổ luôn gì căng lên không nè. Các cái thịt này là người ta có cắt đi không hay là sao chú? Hay cứ để kệ đấy vâng. Để kệ nó giờ không cắt nữa. Nhưng mà trước đây thì nó đã bị như thế chưa? Lúc cũng bị rồi. Tức là lúc nhỏ. Lúc nhỏ có bị thế không hay là bây không giờ có, nó lớn lên nó bị. Lớn lên. Con tự đứng lên con coi đi. Đi con. Con vịn đứng lên đi coi nào. Đúng rồi. Đó không chứ nó cảm giác. Cảm giác mà. Con vịn nè. Để tự nó đứng. Anh đừng quên. Để tự nó. Chị đứng vô trong, chị đỡ, chị đứng vô trong. Nó gượng lên cũng không nổi nữa. Con cố nào, con ráng nào. Con cố thử coi. Coi khả năng phục hồi mấy con chú. Hai tay nhá, con cứ cố lên. Cố lên. Cố lên coi. Đây gửi biếu chú thêm 1 triệu nữa. Triệu đây của anh Hùng chợ Bà Triệu. Anh Hùng ở chợ Bà Triệu. Anh Hùng chợ Bà Triệu. Anh Hùng ở chợ Bà Triệu gửi biếu chú. Rồi. Thôi giờ nói tôi nói cảm ơn tất cả những anh em. Dù có ít nhiều gì cũng là lòng hảo tâm giúp tôi những cái tình nguyện. Tôi đi chụp hình như là ngoan khuyến khởi xét nghiệm tôi là 75% á. Dạ. Bây giờ mỗi tháng 54 ngàn ở xã phát. Một tháng chú được nhiêu tiền? 54 ngàn. Để tôi bây giờ cứ mắc hơi bị thương vậy đó, tôi được mấy con trong mắt á. Vâng. Còn có một con. Mà còn có một con mắt thôi. Dạ. 75%. Dạ. Cái nghề này tôi đã chế độ cũ, tôi đi lính quốc gia rồi ở đó ở đây phải đi không đi lính thì được. Chú là lính chế độ cũ. Chế độ cũ. À, trước chú số quân của chú bao nhiêu? 43 786. Đại đội trưởng chú là ai? Là nghĩa quân. Trung trưởng à? Trung đoàn trưởng là ai chú? Trung đội trưởng. Trung đội trưởng. Nguyễn Văn Hoàng. Nguyễn Văn Hoàng. Con chào chú ạ. Dạ. À, chú ơi, chú năm nay nhiêu tuổi ạ? Dạ 60. Chú 60, chú là da của chú bị nổi các cái nốt này là bệnh gì đấy chú? Bị giờ nó như di căn, bị ung thư cái di căn. Ung thư di căn. Dạ. Nên nó nổi từng các cái mụn đó. Dạ, nó nổi mấy bữa giờ mổ giờ cái đầu nó cạo á, đầu nó rụng tóc này vô thuốc hóa chất á. Vô hóa chất. Và ngày xưa nó có nổi các cái nốt này không chú? Nó nổi hồi 16 tuổi. Năm 16 tuổi đã bị, đến năm nay 60 tuổi. Dạ. Càng ngày càng dữ lên. Vâng. Dạ, cứ vô thuốc tới hoài à. Dạ. Thì cái các cái nốt này bây giờ nó có đau không chú? Nó nhức. Nhức. Dạ. Còn ở chân nhức có bị hoài toàn thân rồi chú? Thanh hết này. Đâu chú? Ôi à, chú dở áo lên con coi thử. Ôi trời. Vậy là toàn ở sau lưng có bị không chú? Hết toàn bộ luôn. Từng các cái này nó có đau không chú? Nó đau. Đau á? Thế thì chú nằm làm sao được? Phải nằm có cái nệm. Phải có nệm. Chú thử quay lưng con coi. Rồi. Lưng là cũng mổ lưng luôn. Mổ luôn gì căng lên không nè. Mổ. Thế thì này nằm thì sao rồi? Nó bán nhà đất rồi chú tự. Không được. Vâng. Tất cả ở dưới cũng chân cũng bị luôn rồi chú. Yeah. Chú thử kéo chân con coi nào. Trời ơi. Vậy là nó cứ lòi các cái thịt này ra. Yeah. Cái này thì có bệnh này họ nói có chữa được không chú? Bây giờ bác sĩ giờ trên ông cú á. Vâng. Giờ chưa chữa tới đâu hay đó chứ giờ không chắc hết. Coi ở bệnh viện ung bướu là chú lên ung bướu thành phố rồi ạ. Dạ, nên nằm đến nay 3 năm rồi. Nằm 3 năm rồi. Vậy. Cứ lên về. Nó chữa chứ không bao giờ hết. Dạ. Nhưng nó nói vậy thì bó ba rồi. Thế chú có vợ con gì không? Dạ có. Chú được mấy người con? 5 người. 5 người con. Dạ. Thì bây giờ chú làm nghề gì để chú sống hàng ngày? Giờ có mấy nhỏ nuôi không chứ đâu có làm nghề gì. Mấy nhỏ nuôi. Chú được mấy con trai mấy con gái hả chú?
Dạ, hai trai, có ba trai, hai gái. Ba trai, hai gái. Mà thằng thứ hai thì cũng bị. Tức là? Đứa thứ năm cũng bị thì tôi. Vậy người thứ hai và người thứ năm bị di truyền giống chú. Thì mấy anh chị đấy bây giờ cũng bị nổi như này à? Dạ. Thì chú cho con xin là chú tên là gì chú? Trần Văn Nắp. Trần Văn Nắp. Nắp là nắp đậy đấy đúng không? À, chú có số phone không? Số điện thoại của chú bao nhiêu? Chú đọc cho con xin được không ạ? Để con bấm luôn nhé, chú chờ con xin. Hay chú bấm qua số của con? 8. Không chú, đây, để bấm qua số của con nhé. 08. Đây. Để con bấm số đó nha. Chú nhà chú ở gần đây không? Ở trong mình thành phố này nè, cũng xa. Cách đây bao nhiêu cây rồi chú? Chắc đi đường tắt thì chục quá, đi vòng có mười mấy cây. Vâng, khoảng mười mấy cây. Vâng. Rồi, qua rồi. Để con lưu số của chú nhé. Số của chú đuôi là 5344 đúng không? Đúng rồi. Vâng, đây. Chú cho con xin lại tên là chú gì? Chú Nắp à? Trần Văn Nắp. Chú Nắp. Bệnh của chú họ gọi tên là bệnh gì đấy chú? Bị ung thư di căn. Nhưng mà ung thư này họ gọi là ung thư gì? U ác. Ung thư. Để ác tính. Ung thư ác tính. Dạ dạ. Cái kia cổng không ra đây cho con ấy đi. À, rồi thế sao chú biết ở đây ai tìm kiếm được chú để gửi chú tới đây để nhận quà? Cũng nhờ cũng sư cô là chỉ dùng kiếm. À, sư cô chỉ dùng. Thế giờ ví dụ như chú muốn tụi con giúp chú gì bây giờ? Giờ biết khi giờ tùy trên phái đoàn có giúp gì được thử cái nấy thôi chứ đâu có mong muốn gì đâu. Dạ dạ. Rồi chú thử quay đằng sau con thấy ở đầu sau chú cũng có cái các cái thịt này là người ta có cắt đi không hay là sao chú? Hay cứ để kệ đấy vâng. Để kệ nó giờ không muốn cắt nữa. Nhưng mà trước đây thì nó đã bị như thế chưa? Nó cũng bị rồi. Tức là lúc nhỏ. Lúc nhỏ có bị thế không hay là bây không giờ có, nó lớn lên mới bị. Lớn lên mới bị. Ở một bự này nè, cái mới nó mới chảy đi, nó không lành. Dạ. Cũng trong cả năm mà mới mổ. Mổ là họ cắt cái đó đi. Cắt cái đó là cái di căn của anh hông này. Dạ. Nó cứ chạy tùm lum vậy. Dạ. Giờ hàng ngày chú có uống thuốc không? Uống thuốc hàng ngày luôn. Uống thuốc hàng ngày. Chú có bảo hiểm y tế không? Có. Bảo hiểm. À. Bảo hiểm 100%. 100%. Thế thì cũng đỡ đi cái chi phí. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nhé. Dạ dạ. Đậu cũng đậu hoài luôn. Dạ. Cha nó kia bị xe đụng chắc nhá. Bé này là rồi. Sao chị? Cháu. Cháu ruột của chị. Cháu ruột của bà kia, bà đi đâu bỏ rồi bà khởi vô. À. Cha nó gần mà bị đi chở gì ba nó đi xe đụng cho chết nhắc. Còn có con gì ba nó nuôi luôn. Coi là con năm nay nhiêu tuổi? 11. Con 10. Con 10 tuổi, con tên gì? Nguyễn Chí Công. Nguyễn Chí Công. À, con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Lớp 2. À, lớp 2 trường nào? Trường học của con tên là gì? Dạ, nó nghỉ học lâu rồi. Kiêu. Trường Kiêu. Trường gì con? Nói lớn hơn con. Tên là Xuyên hả? Đồ cả cái đứt nhà bảo. Đây, nhà... Không, được. Anh mượn. Dạ. À, con biết đọc không? Con biết mặt chữ không? Con học lớp 2 rồi. Học lớp 2 rồi đúng không? Đây con nhìn đây cái chữ này chữ gì? Con nhìn vào đây này, con nhìn cái chữ này này. Đây chữ gì? Chữ gì có cái mũ này? Bên này. Dạ. Chữ gì có cái mũ này? Con nhìn thấy không? Con biết đọc số không? Đây số mấy? Số đầu tiên. Số sau nữa. Số 2.
Bây giờ con đọc hết cái số này cho chú, có dãy số này chú coi em nào. 0, 2, 7, 2, 3, 8, 5, 7, 7, 8, 2. Đúng rồi, chính xác. Thế còn cái chữ ở trên này thì con không đọc được à? Con chỉ biết mặt số thôi à? Thế 5 cộng 4 bằng mấy? 5 cộng 4 bằng mấy? Bằng 9 à. Con biết phép tính nhân đâu à. Thế 11 cộng 12 bằng bao nhiêu? 11 cộng 12 bằng bao nhiêu con biết không? Không biết rồi. Đứng dậy con đi. Con đi là bị sao? Đi không có được. Không có được. Thôi bé không đi được thì không có đi được. Mà chân của con bị sao? Nó liệt rồi. Liệt cái chân á? Liệt chân luôn. Mới nghe. Nhưng mà con như vậy thì con đi con muốn, nhưng mà cái chân này tập vật lý trị liệu được không anh? Ơi, chưa bị teo mà. Con rồi một lần đi về tập đã không đi được, dục đã hai cái đi ép gì nước ngoài gì mổ đó miễn phí không tốn tiền đó. Ờ. Mổ xong còn liệt hơn hồi bé đó. Này có xe lăn gì không chị? Không có. Xe lăn đâu, đâu có xe lăn không? Xe đẩy đâu? Con ở nhà của bà Năm đâu có xe đẩy đâu. Nhà nội. Nhà nội hả? Nhà nội có xe rồi đúng không? Ừ. Vì chú hỏi mà chưa có xe thì cái tiền vô đi. Không có được. Té dữ lắm. Chứ bé này nhưng mà con phải tập, con đi thì nó mới tốt, chứ còn nếu mà ngồi xe thì là liệt luôn. Thế má con đâu? Má lấy chồng rồi. Má lấy chồng khác. Bỏ luôn á. Thế má con tên gì? Bé. Má tên là bé. Con có biết giờ má lấy chồng ở đâu không? Má con lấy chồng mới thì chồng má con ở đâu con biết không? Con biết. Má con có hay về thăm con không? Nói đi con. Dạ không. À rồi, rồi. Còn bây giờ rồi ba mất rồi. Má đi lấy chồng khác. Thì cô Sáu nó nuôi đó chứ không ai đâu, cô Sáu nuôi. Cô Sáu nuôi. Thế giờ ước mơ của con là gì? Con muốn gì? Con thích cái gì? Nói đi con. Đi muốn đi được á. Bây giờ con thử vịn vào con đi xem chú coi nào. Nè, con vịn vào con thử đứng lên con có đứng được không? Giờ ví dụ như có gì ở đây con lấy con làm nào? Con cứ đứng, con bò được không? Ừ. Ừ thì con xuống con bò thử chú coi cho nào. Không bò được. Không có bò. Ừ con lết thì con lết, con làm nào con đi ví dụ như là ở nhà để coi là xem là con sinh hoạt như thế nào ấy. Một mình con, ví dụ có một mình con thì con làm nào? Con lết lại con lấy nước con uống xem chú xem nào. Rồi con cứ lết đi. Lết lại đây đi làm cho chú thấy. Con lại lấy nước uống. Ờ con lại con lấy nước uống nào. Rồi ông công cứ để cho bé lấy. Đấy con thử lấy nước con uống đi chú xem nào. Vì nếu mà ở nhà có một mình con thì con tự phục vụ thì con làm sao? Rồi. Dạ. À, rồi. Rồi. Con đó, thế con đi thì có bị mỏi không? Không mỏi. Thế như này thì làm sao mà đi ra đường đi chơi được? Có đi chơi được đâu? Ở trong nhà. Lớp nhà, nói không? Con có xe lăn không? Con như thế ví dụ như con hàng ngày con ăn thì con tự xúc được không? Con ăn cơm thì ai xúc cho con? Nè, cô Sáu đó nè. À, chị ngồi đây chị ơi, chị ngồi xuống. Chị ngồi sát. Chị ngồi. Là hàng ngày bé này nè tên là gì hả chị? Nguyễn Chí Công. Nguyễn Chí Công bé bao nhiêu tuổi hả chị? 11. 11 tuổi mà bé này là như thế nào với chị ạ? À? Nó bị không ý là con hay cháu hay cháu, sao? Cháu kêu một cô ruột. Cháu kêu một cô ruột là em bé này hoàn cảnh bé đấy sao hả chị? Cha nó mất sớm. Vâng. Rồi cha nó chết rồi nó bị bệnh hút gân á. Bệnh gì? Gân. Bệnh rút gân. Gân nó bị hư, không có hoạt động được. Dạ. Giờ bộ gân bác đi bác sĩ rồi bác sĩ chê. Nó dạ. Không có đi được. Dạ. Nữa nó chỉ bằng hai cái tay nó thôi. Dạ. Rồi thấy nó vậy rồi thôi tôi để nó. Dạ. Thì hàng ngày sinh hoạt của bé đấy thì hàng ngày sinh hoạt của bé thì nó bé tự đi vệ sinh đi tiểu được không? Ăn thì kêu, cô Sáu ơi đói. Còn dĩ tiêu thì phải ẩm.
không có đi được, ẩm vô cầu rồi đi không à. Dán ra vườn rồi. Cái ẩm không đó. Dán cộng mày cái đầu. Có chung đầu teo đâu. Nó teo ở trên cái yếu rồi ngoài này nè. Teo trên đây nè. Đây nè. Teo cơ ở trên. Nó mổ lại nữa, nhà nước người ta mổ lại nữa mà. Nhà nước mổ sao? Nghe, mổ nói răng nó lại mà cũng không đi được luôn. Nhưng mà sao không có. Chắc phải tập vật lý trị liệu dài hạn luôn rồi, không được luôn. Tập mấy tháng, trong vòng mấy tháng chưa? Lâu là lắm. Tập mới có mấy ngày. Lâu lắm rồi. Tập ở đâu? Tập ở trên bệnh viện bác sĩ Hàn Quốc, người ta mổ từ thiện đó chị. Đừng cho nó đi, cuối cùng khám đợi bác sĩ nó bộ răng nó hư rồi. Là không có hoạt động được, nó đâu có cầm gì nặng. Có thử co cái ngón chân này, con thử co ngón chân nữa. Được, mà không có đi được, cái bộ răng nó hư rồi. Đi mấy chỗ bác sĩ người ta khám, ta nói rồi. Tập ở ngoài luôn. Con co chân lại, con duỗi chân ra nè. Được, mà vậy đó. Cái răng rút lại nè, cái vỏ rút lại nè. Người ta sẽ chỉ. Đổ, tập đi, giữ nó mới tự ra. Từ từ thì bé này sẽ không có đi. Có tập đi nữa mà nó té hoài luôn. Té mình phải chấp nhận, giống như là phải chấp nhận cho nó phải đau, tập phải đau rồi phải kiên trì. Té này đầu bổ hết trơn luôn mà nó đi không có được luôn. Một mình phải làm hai cái nẹp. Phải có cái loại mà chân mà loại kẹp á. Bác sĩ có đo luôn mà có cho nó đi luôn mà nó đi cũng té luôn. Đi cái đó phải chống nạng. Phải chống nạng, phải kiên trì. Chống nạng xong để tay tì vào cái chân chỉ đi phụ theo thôi, đẩy được tới đâu thì đẩy. Cái mình nó yếu luôn, nó không có cầm cái nạng hai bên đây mà đi được luôn. Từ từ, phải từ từ, cái bước đầu từ từ, cái người nhà phải đi. Con bám, con vịn, con tự đứng lên, chú con coi nào. Cái này con tự đứng lên, cô coi đi. Đi con vịn, con đứng lên, chú coi nào. Đúng rồi. Nó không cho nó cảm giác. Cảm giác mà. Con vịn nè. Để tự nó đứng. Anh đừng quên. Chị đứng vô trong, chị đỡ, chị đứng vô trong. Nó gượng lên, không mỏng mỏng nữa. Con cố nào, con ráng nào. Con cố thử coi. Có khả năng phục hồi mấy cô chú. Hai tay nhá, con cứ cố lên. Cố lên. Cố lên. Cái đứt gì trong mình. Đây. Đứng lên coi. Đi cầu lãm không á, dạ. Anh muốn tôi có đi lãm gì thì kêu nhỏ cháu qua nó bế cơm dùm chồng sống dạ. Lãm gì á. Dạ. Kêu qua, nó đi cầu cũng đâu vô cầu được đâu. Đúng rồi. Nói chung là mỗi cái vệ sinh cá nhân là phải có người hỗ trợ bé. Thế chị chăm bé là từ năm nào rồi? Từ lúc nào chị chăm bé này từ khúc lúc nào? Năm rồi. Mới năm rồi thôi, ba mới mất năm rồi à? Ba nó chết 4 năm rồi mẹ nó chồng khác rồi. Rồi cái nó ở với bà nội tới 78 tuổi là ông bà già rồi, bà lên máu với lại bà bị khớp rồi đó, ẩm đâu có nổi. Dạ. Thôi để con nuôi nó. Dạ. Rồi bà nội nhớ thì ẩm cho bà lên, bà chơi với bà là ngồi không á, chứ không có đi đâu. Thế bây giờ má của em bé này có còn liên lạc với bé này không? Ít lắm, có chồng khác, có con cũng nghèo. À, con có nhớ má không? Con nhớ má không? Nhớ con nhớ không? Con nhớ mẹ không? Con nhớ mẹ nhớ. Dạ nhớ. Rồi. Rồi con muốn nói với mẹ con gì hôm nay vô trên cái này con nói đi, con nói mẹ sao? Con nói đi. Nếu bây giờ gặp mẹ con thì con nói gì? Nói sao? Nhớ mẹ thì nói sao? Nói sao? Nhớ không? Ở má ơi cho con bú tí à hay sao? Nói mẹ ơi cho con mẹ về mẹ chăm sóc con. Mẹ đẻ có đứa em bé mấy tuổi chưa đầy tuổi nữa mà. Dạ. Nhỏ. Vậy là bé này bị tật từ nhỏ hả chị? Thì hồi đẻ ra cái bắp chuối nó cũng như là cái cục đá vậy đó.
dạ. Tưởng đâu nó có lợn. Dạ. Nó nhỏ này có lợn, cái nó đi lẩm đẩm, đi tét, ịch đụi hoài. Dạ. Tới học lớp 2, nó học trên trường lên lầu đó, nó đi nó té hoài, té bầm mặt bầm mày hết. Mấy ẩm đi khám, khám bác sĩ nó bộ gan nó hư rồi. Dạ. Là không có phát triển, coi như giờ tới cao về cầm gì nặng. Thậm chí nó ngủ vậy nha. Nó gượng từ từ nó mới ngồi dậy lên, chứ không phải mà tự nhiên nít người ta mà tự nhiên ngồi dậy cái bạch. Dạ. Nó gượng lên từ 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 nó ngồi dậy, chứ không phải tự nhiên mà ngồi dậy được. Dạ. Rồi bác sĩ khám nói dạ, Hàn Quốc vô mổ miễn phí luôn đó. Dạ. Mổ nối gân lại đừng cho đi đó, cũng không được luôn, bác sĩ khám rồi. Thế giờ con thích đó. Gì con có thích đồ chơi gì không, con thích đồ chơi gì? Xe. Con thích xe hơi à hay xe gì? Thích đồ chơi rồi con thích gì nữa? Con thích gì nữa? Con chỉ thích đồ chơi thôi. Con thích xe hơi. Con thích xe hơi màu gì? Đỏ. Màu đỏ. Còn màu gì nữa không? Con thích mấy chiếc xe hơi? Con thích mấy cái? Một cái thôi. Một cái xe hơi màu đỏ. À. Rồi con còn thích gì nữa không? Con thích ăn món gì không? Con thích ăn món gì nhất à? Cua biển. Cua biển. À. Rồi ăn món gì nữa? Con thích ăn kem không? Thích ăn bim bim không? Cũng không, chỉ thích ăn cua biển. Để chơi xe hơi thôi. À. Thèm ăn cua quá à. Chùa cái dẫn nó vô ngồi cái ngay ghế cái người ta nói con ngồi xích vô con cái nó vậy nó đậu con không biết đi mà ta tưởng không con biết đi kêu xích vô mà con có xích được không ngồi ghế vậy nè ta tưởng nó lành lắm. Thế chú hỏi sau này con lớn thì con muốn làm nghề gì? Con muốn lớn thì con thích làm gì để làm gì? Con lớn lên thích gì không biết luôn, không biết, không biết thích làm gì. Rồi, chú cảm ơn con nhá. Ừ. Đây. Thích ăn cua quá. À, chú ơi. Rồi, con cảm ơn chú đi. Con cảm ơn chú Nguyên nữa đi. Con cảm ơn. À, trời ơi. Rồi, hôm nay mua cua biển nhá. Cua biển thì con ăn luộc hay là có rang nào? Mua đồ chơi chơi. À. Cua với mua đồ chơi chơi nha. Nó luộc á. À. Ồ, biết 500 ngàn luôn. Biết, thông minh lắm mà, có vậy đó. Nhưng mà chữ là đọc chưa được. Chưa được. Đọc chưa được. Lớp 2 là nghỉ dạ, rồi. Dạ. Chị ơi, cái số điện thoại chị có. Có. Chị cho em xin số điện thoại. Chị đưa máy để em bấm qua. Bấm thì chứ không nhớ. Dạ. Từ nhà mình tới đây xa không chị? Ở bên sông á. Bên kia sông. 300 mét. Lỗ cỡ 300 mét không? Đây đó cũng cây số mà lại nằm bên sông bển. Bên sông. Dạ dạ. Bên sông. Qua đò. Cũng có bơi xuồng. Bơi xuồng qua. Nó mỗi lần ẵm qua đi đâu là phải ẵm qua xuồng. Đây để em lưu cái số phone của chị. Số đuôi của chị là 798 đúng không? Và 798. Tên bé gì đó em lưu vô. Nguyễn Chí Công. Nguyễn Chí Công, bé Nguyễn Chí Công. Là bé Công đó. Gọi là chân bị gì nhỉ? Bé Công, chân bị teo cơ. Thế chạy rồi đó, coi như chạy. Thế con có muốn đứng dậy đi lại được như mọi người không? Dạ muốn. À, thế nếu mà đi được thì con đi đâu? Đi chơi. Đi chơi. Đi chơi. À. Con gửi tiền cho cô đi con. Để đủ đất mắt con. Đúng đó, bỏ đi. Rồi, đi cầm giùm em. Con thấy giờ bữa nào mà cụ bị sao đấy cụ? Đau xuống lưng nghe, ba hơi lãng tay. À chú hỏi con sao mà khòm lưng. Ôi cụ ngồi cụ không đứng được không? Khòm lưng quá. Mới khòm ngã ba này nè. Dạ. Mà cực khổ dữ lắm. Cụ năm nay nhiêu tuổi vậy cụ? Cụ không nghe thấy ạ. Bao nhiêu tuổi? Anh dẹp tuổi à? À. Đớ lưỡi. 80. Tuổi thìn, tuổi thìn hay như con thìn á.
Bà tên gì bà ơi? Tên bà gì ạ? Tên gì? Tên gì? Tên gì hả? Tên Trân. Tên Trân. Rắn. Lơ lửa bất cứ. Rắn thị giá. Rắn. Rắn là vắng vẻ. À vắng. Vắng, vắng vẻ. À. Dạ dạ. Lưỡi nó bị cứng chút rồi. Cô thì hỏi bà hàng ngày bà làm gì để sống? Xong giờ bên này lăn lộn với xong có bà làm gì nổi hả? Bác đi hái rau bác. Hái ra là cô lên phải cho nó tiền nhãn lòng á. À. Rồi, ở ngã ba là không có xa chủ chút mà xuống. Dạ. Và tao tao chở tôi qua tôi đã bán rau tôi lên tại tôi là bán trăm mấy thì sao? Trăm mấy tiền thuốc bán rau hái vòng vòng rau bán chú đó có cái chợ đó đó. Chú dạ. Mẹ có cái chợ xe dạ. Đây bà hái rau. Hồi đó có bị vậy chú Duyên ơi. Dạ. Làm già cực khổ lắm. Cũng có con cũng đâu có dư nhiều nuôi ngoài ngoài chất giả qua ngày. Bà đừng mỹ người con. Ủa không ơi, chú già biết không? Bên con biết không? Bên bà mấy người con bên? Bà hai mấy người con biết không? Đừng giỡn lại nói ông ơi giỡn giỡn. Lắm theo tôi biết là phải đứa 8 đứa mà 7 8 đứa. Sau này tôi không biết con. Dạ. Dạ. Coi là theo chú là 7 8 người con. Dạ. Dạ. Sao bà? Không đâu hả bà cha cha bà. Sao? Nhức đầu dạ xe lắm. Nhức đầu. Bà đỡ là bà vậy đó, không đi được bà. Như hàng ngày bà hàng tháng bà có lương không? Có lương già. Ở đây. Minh lại hỏi thăm ngay. Minh. Chú Minh ơi. Hỏi cô đó đây. Cô tính. Cô làm gì? Có tiền trợ cấp. Biết cái bà này hàng tháng ai cho? Lại hỏi giùm coi. Có tiền trợ cấp cho bà ấy anh em. Có người. Dạ dạ. Ủa có là đã ít lắm. Dạ dạ. Một tháng 270.000 đó. Chị người địa phương chị biết ạ? À, dạ. À bên hội phụ nữ. À. Chị có biết là nhà bà được có mấy người con không? Mười mấy người luôn. Ờ. Bà này có tiền trợ cấp của nhà nước không? Rồi em cảm ơn chị nhé. Dạ đây đây hỏi cô biết cô bên hội phụ nữ. Dạ. À, dạ. Dạ. Vậy còn ví dụ những cái chú này thì có được không? Khác địa phương được ở xã khác, à, khác địa phương nhưng vẫn dạ 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 cô biết ông này dạ dạ đó là làm gì khác không biết à dạ dạ xã nào làm gì khác à xã đó xã đó cô nắm chặt ông chú này là ở xã Thành Phước vâng giờ bệnh viết bán đất cũng hết rồi bán đất hết con rồi con bị nổ mắt bây giờ nay không có chú này à dạ thì tôi nghe thì tôi dẫn này mà này, ông này không có phiếu không có nằm trong phiếu dạ dạ không thì vẫn mình vẫn tặng quà chú đó, không sao? Có cô lấy gạo chuồng cho dạ 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 rồi dạ rồi 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 chứ cô còn bây giờ trường hợp nào đặc biệt hơn nếu mà cô cảm đặc biệt hơn nữa cô là cũng một chân teo lại cái ở nhà mẹ bò không bò lên trước rồi vậy cô năm nay nhiêu tuổi cô 56 rồi 56 tuổi dạ giờ ước gì được cái chuyện làm xe gặp gì đó chồng này mình muốn đi đồng đi ước có một cháu ông cổng và có một cháu ông cổng á cô muốn có xe lăn lắc không nhỉ ừ xe lăn lắc lăn lắc lắc chứ cái tay không biết có lắc là muốn đi đi ra ngoài đi muốn đi đâu đi khỏi ai cổng đi đâu phải có thằng nhóc này nè nó cẩm dạ nó cẩm á nhưng mà cô có xe lăn thì rong để cô đi làm gì không đi lăn muốn đi đi ra ngoài ra chợ rồi á dạ rồi muốn đi đâu đi mình khỏi kêu đứa cổng dạ muốn đi chỗ này chỗ kia rồi á đi nhà qua nhà em em chơi bằng đây đi xuống với ngã ba đi phải có chợ còn giờ muốn chơi ra lắc vậy nè muốn dạ. Đi đâu đi dạ thì gặp à. Hiện nay thì cô có làm gì để sống không có làm gì ở nhà giữ cháu ngoại ở nhà giữ cháu à. Còn cô muốn là có một chiếc xe lăn lắc để cô đi dạ ở đây có đâu bán xe lăn không không ở đây không có ai tức là cô có mang điện thoại không Bình, đó con
có điện thoại không? Lấy điện thoại uống chị hai người ta, lấy số điện thoại chị hai. Chị hai đi không được đi. Em gọi vào số này dùm anh này. Đuôi 399 đúng không? Okay. Cô cho con xin tên gì cô? Nguyễn Thị Dung. Rồi cô chờ con xíu nha. Cô Dung, địa chỉ của cô ở đâu của cô? Ở thành phố hả? Phố Hai. Thị trấn Phố Hai. Cô cần xe lăn lắc để cô đi lại. À muốn lắc nè, lắc tay á. Dạ dạ. Chứ đâu lắc bánh mà lắc đâu được, đâu té chứ. Vâng. Lắc tay ngồi trước này lắc nè. Vâng. Thôi đây. Vâng. Đây là cần xe lắc tay đó. Vâng. Dạ dạ. Vâng. Nhưng mà xe lắc tay thì là như ở đây có bán chỗ nào không chị? Không có. Nếu thế thì tụi em phải mua từ trên thành phố mà xe kiến tường ấy, em vẫn mua trên đấy thì để mình chuyển xuống. Thì muốn chuyển đi đâu, muốn dạ. Đi đâu, đi đâu, thì chắc chắc đợt này là con chưa có chờ con dịp. Bây giờ như thế này đi kêu người nhà của cô có lên thành phố được không? Không. Người nhà của cô lên thành phố được không? Người nhà. Bây giờ ví dụ như con tặng cô một cái xe lăn nhưng mà người nhà cô lên thành phố sau thì lên thành phố xong đó thì người nhà cô mang cái xe lăn về đây được không? Chào. Rồi. Bây giờ vì nào cô thì cần xe lăn lắc để đi lại hàng ngày đúng không? Nhưng mà từ đây vì bọn con thì ở trên thành phố thì bán sẵn lắm, nhưng còn ở đây thì không nếu tưởng có chỗ mua thì con đi mua nhưng mà không có, thì giờ chỉ có người nhà cô lên thành phố mua xe sau đó thì tìm cách đi xe đò về mang về thì em có giúp cô được không? Không thì bây giờ có chịu hay không thì bây giờ thời gian thì liên lạc trước. Thời gian đi lấy thì được, nhưng mà đi lấy thì được. Ừ. Mà giờ anh cho biết thời gian, em biết sắp xếp đi. Không, bây giờ em sắp xếp thời gian xong em điện cho anh. Nếu thấy được thì đi là điện anh trước ha. Đi thì điện anh trước thì ra ngay kiến tường ở gần vòng xoay chợ cây gõ là mua là có đặt, anh đặt trước xe đó, anh lên anh đặt trước xong rồi có xe thì trở về cho cô. Thì gia đình có chịu không? Đồng ý, chịu. Nếu mà cái xe đó cũng lớn, bây giờ em phải hỏi trước là cái em hỏi cái nhà xe xem là họ có chịu chở cái xe lăn lắc đó không? Không, đâu không xếp được chú. Nên là cái lắc là không xếp được, nó ba bánh không xếp được. Vậy em bỏ mui, còn có xe tải chở hàng. Bây giờ thì một là xe tải chở, hai là đây chở hàng lên cái mình gửi về đó em. Đó thì bây giờ em liên lạc trước thì bây giờ nha, cái có thời gian được thì giờ cái mua xe đấy là anh giúp, rồi cái tiền xe mà đi về đấy thì anh cũng sẽ hỗ trợ thêm. Đó, sẽ hỗ trợ thêm. Là mình thí dụ mình quen mấy người mà xe tải rồi. Không, bây giờ như này con thấy này, nếu cô đi cùng được lên không? Cô đi cùng lên. Ví dụ như đi xe tải hay gì đấy, đi lên thành phố, sau đó cô thử cô lắc, cô cảm thấy mà lắc được cần phải cân chỉnh thì họ chỉnh giúp cô luôn. Dạ. Sau đó khi cô về thì cái xe tải chở cô và cái xe đó về luôn. Thì gia đình phải bố trí cái thời gian để đi lên xem. Thì nếu được thì liên lạc với con thì con sẽ giúp cái xe như vậy. Dạ. Dạ, thí dụ chừng nào đi ta? Bây giờ mình cứ liên lạc trước thì thứ nhất là con bố trí cái lịch của con, thứ hai là con phải đặt cái xe ở hãng nó có. Họ có để mình lên cái mình lấy liền, vì đặt tiền trước vì hãng xe này họ bán chạy lắm nên là mình tới liền bất thình lình thì không có xe sẵn, mà ví dụ con đặt trước, ví dụ họ bảo là một tuần có thì bây giờ cô gia đình chủ động liên lạc với con, sau đó ví dụ họ bảo có xe sẵn con bảo để đấy thì tới ngày đó mình lên mình lấy đó. Vậy chừng nào nhà sắp xếp xong rồi điện cho anh thì bây giờ nhà sắp xếp cái số vừa điện nên lưu lại vừa cho anh. Anh tên Dương. Vậy đi sao có cái xe đó mình muốn đi đâu, mình đi muốn đi ra chợ ha, muốn đi lại em lúc rồi chơi đó mình lắc đi khổ đó đứa chở.
bỏ xe cẩm tới tận lộ. Dạ dạ. Ở nhà bò tới bò lui à, lết tới lết lui à. Bây giờ cô đi thử con coi thử xem nào. Không có đi được. Không, cô bò thử con coi thử là để mọi người biết. Đi cô lại đây lấy nước đi. Cô lại. Cô lại lấy nước để nhà. Dạ. Vậy cái chân là không thể thể. Hàng ngày cô vẫn đi kiểu như vậy luôn. Không thể đứng được. Cái giò. Nó teo luôn đó. Teo này. Thấy cứng hết rồi. Thấy bò không nè. À. Đầu gối bên kia nữa. Dạ. Là cô bị cái này từ năm nào? Bị năm này 4 năm 5 9 10 năm rồi. Còn trước đây thì vẫn đứng đi lại được. Năm trước á, hồi chưa lớn tuổi á, hồi dạ. Trước đó đi được. Dạ. Cái lên đây nè, kiểu đi gạch vậy nè. Đâu có đi gạch được cái bò. Bò giết là vậy nè, chống đó đâu được đâu. Dạ. Cái chống đó ngã, tự ngã vậy nè. Dạ. Chứ không có đi tó được. Dạ. Giờ không có kịp đâu được á. Cũng như mà cộng bún đi, thiêu á mình gấp với gãi á. Dạ. Con tôi cũng y chang vậy nè. Dạ dạ. Bây giờ ước gì được chứ lăng thôi. Không thì điều ước cô sẽ thành sự thực. Nhưng mà với chỉ cần gia đình hợp tác là gia đình bố trí người cô và một người nhà đi lên. Điện thoại trước cho con. Cô đi cũng được nữa hả? Cô đi luôn thì đi luôn. Để có thể ví dụ như nhà xem có cái xe tải nào họ chở hàng ấy, đi chung với họ. Sau đó rồi đi lên rồi mình về. Có quen ai đâu, phải xe tải đâu quen nào. Đâu quen người nào đâu. Em hỏi thăm giùm chị đi em. Thì để các chở xe được. Thì có thể mướn cháu mình hỏi trước. Ra ngoài chợ cho hỏi cái chú Hảo có chiếc xe tải đó. À. Hôm hổm là gì đồ của một con tao trên thành phố gửi gì đây là Hảo ngoài xe chợ kiếm được. Ừ thì cứ kiếm thì bây giờ anh sẽ hỗ trợ tiền xe nữa để đi về. Ở đây nó chở. Để có xe. Nhưng mà em nhớ là em phải kiếm cái xe nào mà xe tải chở hàng lên thành phố rồi mình đi về luôn. Rồi. Là mướn một chiếc xe thì cái kinh phí nó sẽ nhiều, em hiểu không? Tức là kết hợp mình kiếm xe được thì thì kiếm xe được thì điện. Dạ, dạ đúng rồi. Thì để anh về anh đặt xe đã. Nào, anh đặt xe cho họ sản xuất xong đã rồi bố trí ngày. Rẻ dụng lấy vài chục trăm mà. Vâng. 200 thì thôi chứ còn gì đó vùng nào cũng có xe chở hàng lên thành phố hết. Dạ dạ. Rồi thì cô biết thế nha, thông tin đấy nhá, có gì cứ chủ động. Em cứ lưu cái số của anh lại. Dạ dạ. Rồi, nếu mà điện xe là chắc chắn có. Bây giờ đặt là có đâu gì đâu. Rồi rồi khích thôi cái xe đó mẫu đó mọi người. Dạ. Giống như cái ông ý xuồng không lên được cục chân mà yếu lắm. Bây giờ đang ở xuồng gì. Bây giờ xuống đi cho luôn hay sao? Đi chút vậy sao không? Đi rồi ra mình trao quà luôn với xuồng luôn đi. Rồi bây giờ quà hôm nay là gồm cái gì đây? Đây em. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ có là một thùng mì ba miền này, là một này, một gói bánh này là hai này, một gói muối là ba này, một gói bột ngọt là bốn này, một ký đường, ký đường này, một hộp bánh, bánh nè, để mang về bánh này, một rồi, chai nước ngọt này, một chai dầu ăn, chai dầu ăn, một chai nước tương, chai nước tương, và đây là một 10 ký gạo. Rồi giờ mình mang cho mình không biết bây giờ gửi cô ơi, như nào ở đây trước sao? Không, đây là chú đang dưới bờ sông mà. Bây giờ có gửi các chú đây, cô chú đây trước không hay là cho chú kia trước đúng không? Dạ. Dạ được rồi. Bệnh á. Dạ. Chứ không phải là có một phần dạ, dạ, dạ. Xong quay phim giùm. Dạ. Đi con Nam đi. Đây được. Vậy là bây giờ phải vác ra sông cho chú đúng không? Dạ. Vâng đi. Dạ. Cô đi theo xuống thăm mấy người này. Đây trước cửa mình nè, nước trà, bánh mì, cái gì đó. Rồi. Có đủ mà thôi, xa xăm đi cả. Có ở trong ngay cửa rồi. Dạ. Ngày bữa đi chợ xuống nè. Dạ. Dạ. Ổng thùng khó khăn. Dạ. Lớn tuổi luôn, hai con máu lắm. Dạ. Đi cầu đi thẳng. Đây đúng không ạ? Anh Hà cẩn thận xe nhá. Đây có một chú thì không có tự đi được mà chú ơi. Ngồi xuồng chở. Nghe mà nghe nói lớn
Anh Hà cẩn thận, cẩn thận. Ơi cẩn thận anh Hà. Rồi. Con chào chú. Con chào chú ạ. Vâng. Không thôi, thôi. Chú ở đó luôn đi ạ. Cái giò chú bị sao? Dạ. Bị năm mậu thân. Vâng, bị đạn. Rồi chú có giò giả không? Có, nhìn đi giặt đi không nổi, đi nào không đi giờ. Có giò giả nhưng bây giờ đi không nổi. Ở nhà bò. Dạ. Nay 80 rồi. Nay 80 tuổi. Chú có vợ con gì không? Có. Trời ơi, con nhìn chiếc gió thì là bao nhiêu gió thứ vui. Dạ. Đức diện con ơi. Dạ. Bây giờ gửi chú đây cái phần quà này thì đây có thêm 100 ngàn nữa là để gửi chú. Đây bên đây tính gửi thêm à? Để. Dạ con gửi đúng không? Dạ rồi. Dạ. Để thì gửi các biếu chú 1 triệu nữa đi. Đây gửi biếu chú thêm 1 triệu nữa. Triệu đây của anh Hùng chợ Bà Triệu. Anh Hùng ở chợ Bà Triệu. Anh Hùng chợ Bà Triệu. Anh Hùng ở chợ Bà Triệu gửi biếu chú. Rồi. Thôi giờ nói tôi nói cảm ơn tất cả những anh em. Dù có ít nhiều gì cũng là lòng hảo tâm giúp cho những cái tình nguyện. Tôi đi chụp hình như là ngoan khuyến thở xét nghiệm tôi là 75% á. Dạ. Bây giờ mỗi tháng 54 ngàn ở xã Phát. Một tháng chú được nhiêu tiền? 54 ngàn. 54 ngàn. Tôi đi ngoan xét nghiệm á. Để tôi bây giờ cứ mắc hỏi bị thương vậy đó, tôi được mấy con đông mắt á. Vâng. Còn có một con. Mà còn có một con mắt còn thôi con đông thương. Dạ. 75%. Dạ. Xét nghiệm này tôi ở đó chế độ cũ, tôi đi lính quốc gia rồi. Ở đó ở đây phải đi lính, không đi lính gì được. Chú là lính chế độ cũ? Chế độ cũ. À, trước chú, số quân của chú bao nhiêu? 413-386. 413-386. À, đại đội trưởng chú là ai? Đó là nghĩa quân. Trung trưởng à. Trung đoàn trưởng là ai chú? Trung đội trưởng. Trung đội trưởng. Nguyễn Văn Hoàng. Nguyễn Văn Hoàng. Hoàng Hoàng. Nguyễn Văn Hoàng. Ngày xưa chú đóng quân ở đâu? Nghĩa quân. Nghĩa quân. Đông Thượng Nghĩa Hòa. Dạ. Bị năm Mậu Thân 68. Bị năm Mậu Thân năm 68 là chú bị thương. 15 tháng 4. Hàng tháng chú có tiền trợ cấp gì không? Bây giờ hồi trước thì có, bây giờ hàng tháng á, nhà nước này cấp đặc quyền được 54 ngàn mỗi tháng. 54 ngàn là sao ít đấy? Thì có cái gì vậy? Về tới tỉnh khám với là tôi bỏ ra 100% bị cục chung hư quá không biết được. Dạ. Nó phải dạ, phải tiền thì mới dạ. Phải bên đó. Chứ đồ khổ phải lúc bây giờ phải bên. Thế chú họ và tên là gì? Huỳnh Văn Ở. Huỳnh Văn Ở. Huỳnh Văn Ở. Sinh năm 42. Sinh năm 42. Trong bây giờ thay đổi rồi đó, tôi là chế độ cũ tôi năm 43. Còn năm sinh tôi năm 40. Thì giờ là tiết quả rồi lấy đi lộn tôi năm 42. Dạ. Thì chú có vợ con gì không? Có, 9 đứa con. 9 đứa con. Giờ là mang nghèo đi thế giới kia. Giờ nghèo quá. Nghèo quá. Dạ. Ở dưới cục kia mấy chục năm. Dạ, dạ. Thôi chú khỏe nhá, con chúc chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn em. Con tên Tuấn Dương, Sài Gòn ngày nay. Gì? Con tên Tuấn Dương. Quân Dương hả? Tuấn Dương. Quân Dương. Dạ. Còn người giúp chú là các mạnh thường quân, rồi anh Hùng chợ Bà Triệu. Rồi thôi chú khỏe nhá. Dạ dạ, con chào chú nhá. Dạ dạ, chúc chú khỏe nhá. Dạ dạ. Đây con hai ảnh đưa chú, tên nhà tôi đây, chú đâu được, bỏ đâu bỏ. Dạ dạ, rồi. Cảm ơn nha. Dạ dạ, dạ chú ạ. Ai nói đó cái cầu cô bác mẹ là xuống sông hả? Rồi. Bác xuống sông hả? Rồi. Bác qua sông thôi. Cô bác cái cầu đó đó. Dạ dạ. Nó muốn đang cần bắt cầu lại trời. À dạ. Lát quay giùm mấy bển ông vô. Dạ dạ dạ. Qua sông nha. Dạ dạ. Vâng. Rồi đi. Rồi mình làm ráng giữ sức khỏe nha. Rồi chào chú nha.
dạ. Mới làm khó ông muốn gặp ông thăm. Dạ rồi. Dạ rồi, rồi thôi bây giờ mình qua bên kia để gửi. Làm cho dân đi. Đi lên, đi lên, đi lên. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Chú là bà con này hay sao? Dạ, người trong xóm này. Người trong xóm chú chở giùm đi ạ. Dạ, vâng. Vậy mới chở giùm đi. Vâng. Chú này là có nhiều mấy người con chú? 89 người mà đi làm hết rồi, giờ dạ. Đâu có ai ở nhà dạ. Đâu. Còn dạ. Vợ chú còn sống không? Hả? Vợ ông còn sống không? À. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi bà? Nay 76. 76. Năm nay 80 rồi. Thế hàng tháng ông có tiền trợ cấp gì không? Con cái vợ đứa nào cũng mặn nhiều, cũng sống nhiều, nó đúng ra nhiều khi lâu lâu về cho được đâu 300 ngàn vậy thôi, dạ. Cũng đâu có mà. Và đứa nào cũng có vợ có con hết. Tiền hết có một hai ông bà già ở trong nhà. Dạ. Rồi thôi ông bà dáng giữ gìn sức khỏe nhá. Rồi gọi có một chút quà để biếu ông bà rồi. Rồi thôi bà về đi cho ông về đi. Dạ dạ dạ. Rồi bà xuống đi. Bây giờ mình đi về luôn hả cô chú? Rồi cô đi đi ạ. Rồi, Tuấn Dương sẽ đi vào bên trong để phát quà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ... sẽ quay lại bên trong để đi phát quà. Dạ. Đây mỗi một phần quà mình sẽ nhận là có thêm 100 ngàn nữa tiền mặt nha các cô chú ông bà. Dạ. Sao em mở hoài không được vậy cho con. Rồi vậy là mở phụ đi. Rồi xong rồi xong rồi tôi. Rồi đây mổ mình. Rồi giờ phát quà đi. Vô. Rồi xong. Xong rồi. Rồi xong rồi đó giờ phát đi. Rồi chờ em xíu từ từ. Lan hả con? Dạ. Nhận ra rồi. Rồi xong. Đây còn phần mày cần gián cơm nữa á. Thấy thiếu mà hộp luôn. Ồ. À, chị Thảo. Mì gà cái này phải không? Dạ đúng rồi. Dạ chưa, cần gián cơm chưa khoan khoan để lên Dương quay phim cái. Từ từ cô, từ từ đây cô để quay phim. Quay phim à, rồi quay phim đi. Còn cái phần này là mình ngoài. Mình kêu hết đi cho mình xếp hàng lên người nhà mình nhận. Thôi trước ai kêu tới ai người đó ai nhận luôn khỏi xếp. Vì sợ các cô chú lại đang cô chú lại nhiều khi lớn tuổi quá rồi nên là đứng mỏi giò. Đứng mỏi giò. Chờ xíu rồi con. Mình lấy cho ông lại đi. Cái ai lên dừng đó. Sao cột hấp nút không? Ướt quá à. Để vô được. Rồi quà là chuẩn bị xong chưa chị? Rồi xong hết rồi, vâng. Hết rồi giờ phát đi. Dạ rồi, chứ cô đọc tên từng ai thì người đó. Nguyễn Văn Giảng đây ạ. Ôi, Giang Bên quên lộ. Nguyễn Văn Minh, dạ gửi chú. Vâng. Đây, cho con gửi biếu chú ạ. Vâng. Mỗi ngày chú bán được nhiêu tờ vé số? 100 và... 100 tờ lời nhiêu tiền? 100. À, rồi rồi, gửi chú một ngày lời vé số nhá. Bây giờ ai đi theo chú để nhận quà? À. Đây cô có gửi thêm không? Đây cô có gửi thêm chú ạ. Thêm luôn. Rồi chú cất tiền nào chú để đâu? Xong tay xong rồi xong đi lại đó. Không mi nữa. Có ba ngộ. Bà ngồi đấy. Ngồi đấy lát xíu sau rồi bà để sau. Này bê khoan từ từ sao sao. Vâng. Đây con gửi biếu bà. Bà ơi, bà nhiêu tuổi rồi? Dạ thiếu một tuổi là 80. À bà 79 tuổi. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Rồi. Rồi rồi đây gửi cô. Vâng vâng. Cô cứ từ. Dạ dạ. Để chú này bưng ra. Rồi 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 gửi chú. Rồi. Rồi con gửi biếu chú ạ. Rồi cô gửi biếu chú.
đây. Rồi, bị lộn, có lắm. Càng đàn luôn, khó quá. Cô đọc tiếp đi cô. Đi Dung là các bạn nãy sao cho luôn đi, ngồi đó. Vâng, cô Dung đây đúng không ạ? À, cô Dung là đây đây đây, rồi gửi cô ạ. Vâng. Rồi quà thì bé kia sẽ nhận dùm nhé. Dạ dạ. Thôi. Dạ. Lấy cho tôi mì kia. Đổ tao đi. Sốc sốc lên cái là được. Sốc đứng lên là nó không bị không sao. Giờ lấy cái lấy cái cọng thun cột lại. Gạo ngon thiệt á. Đây gửi con. Rồi lấy đỡ bao khác trước đi để bao đấy xử lý sau. Con nổi không? Rồi con đi nhé. Dạ. Đây, 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 đây. Cảm ơn cô con. Vâng. Vậy cô đẹp hay sao? Đẹp. Đẹp hay sao? Nãy giờ nó không mì đó, cái chân xuống đó. Nãy giờ nó bị gạo á. Người gạo của ai đây? Không, không, cái đấy để sau. Cái đấy cột lại để người sau. Vâng. Con chào bà. Rồi. Rồi con gửi bà. Con đưa gửi biếu bà. Dạ. Dạ được thêm nha. Dạ. Dạ. Đương Thầm Linh. Bà ngoại là ai nhận quà cho bà ngoại? Dạ dạ, đây nhận quà cho bà ngoại đây đúng không? Dạ dạ. Đương Thầm Linh đó. Dạ. Nó con gái gia đình. Đâu cô Giang Tám. Chú kia qua đang cổng quay đi. Vâng vâng. Dạ dạ rồi đây rồi. Đang cổng quay mấy ghế đâu đâu lấy. Rồi được rồi được rồi được rồi không. Rồi cứ lên đi ạ. Rồi. Chú đang ngồi phía. Dạ dạ dạ, vâng. Không phải, ăn bánh này. Ăn bánh này. À, quên quên rồi. Đây về những phần quà này còn của ai nữa cô? Của chú đây đúng không? Không có phiếu. Nếu mà phần quà vậy là chị giá bao nhiêu? Chị giá 400 ngàn. Rồi đây, đây 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 sẽ gửi chú. Không được rồi, công chú của chú mình sẽ gửi chú thêm nữa. Được rồi. Rồi chú, bây cô cứ phát hết cho những cô chú có phiếu đi. Rồi, vậy đủ rồi mọi người đó. Vậy vậy là đủ xong xong cô hai cái nhà cô đi chứ quên à, quay hai cái nhà ông già mua mình dư dư đúng rồi có hai phần nhà mình đi tức là hai nhà là hai phần tổng là 12 phần đúng không? Khoan bây giờ cái phần ông này nhờ là tên mấy tên ông này vậy, tên gì vậy là sẽ chú gửi chú nắp đây đúng không? Rồi con gửi chú ạ. Vâng. Còn bà đây có chưa? Bà cụ có chưa? Bà ai có chưa con? Bà cụ dán cho bà là con giáo thì giữ cái phiếu đâu? Cái này của chú nè. Ủa là tôi nói đó đâu? Con đếm này tôi tính. Không, là đủ rồi. Cái hộp bánh này là liền nha. Đưa qua bên cô này đây. Không có phiếu. Có đưa giờ đưa qua cô này. Không phiếu vậy là bà không có hành luôn. Có phiếu. Đây là này mà không ai cho rồi. Không phải của ai đây? Đây của bà nè. Rồi bây giờ tặng luôn bé đây luôn cho hết luôn anh ơi. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi đây. Đây. Có đây đây, gửi con, gửi con này. Bây giờ nhá, khoan. Dừng đã. Rồi vậy là về quà là mình phát xong đúng không? Rồi mua cua với mua đồ chơi chơi nha không? Còn lớn lớn thì ok. Ấy bây giờ con gửi biếu chú thêm số tiền là 2 triệu. Số tiền này do các mạnh thường quân hỗ trợ. Nên là con thay mặt con gửi biếu chú để chú phụ thêm tiền chú chữa bệnh. Mạnh thường quân hết tất cả công đoàn. Dạ rồi chú khỏe nhá, chú ráng chữa bệnh rồi khỏe. Dạ. Đây con thì nay
chú trích cái số tiền của các mạnh thường quân hỗ trợ, chú gửi con 2 triệu để hồi nãy là mua cua rồi đó, tiền đó là mua cua mua xe hơi được, thì cái này để dành để mua thuốc chữa bệnh, mua gạo ăn nhé. Thuốc uống nhanh con. Rồi chào con. Thì, hôm trước thì cũng đoàn thì cũng có tức là thông qua cô con cho con biết lại tên cô là tên Nguyễn, gì cô Nguyễn Tú Hạnh, Nguyễn pháp danh Diệu Trí. Cô cũng Phật tử ở chùa Phổ Hương, thì cũng nhờ qua cô mà mọi người mới biết đến những cái trường hợp khó khăn như vậy, ví dụ những trường hợp 4-5 trường hợp ở đây. Thế và được biết thì cô cũng không phải là giàu có gì cả, nhưng thì thôi hôm nay cũng nhân dịp xuân mới, tức là năm mới thì mới gặp lại cô, nên là có một cái chút quà đây của anh Hùng chợ Bà Triệu gửi giúp cô. Đó, để cũng, dạ cũng cảm ơn của các mạnh thường quân cũng số tiền đi tới chùa cũng phụ giúp chùa rồi dạ. Để làm phương tiện ha, dạ, để làm công dạ. Quả rồi dạ. Dạ. Cảm ơn chị nha dạ. Mong chị là cô tới giúp sư cô dài dài nha dạ. 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 Chị rất khỏe ha. Rồi, cái cô lại cho luôn rồi cho được rồi. Cô nhiều mày dạ dạ. Cô khỏe mạnh nha. Bác sĩ đi chắc có gì cũng cần mình cũng tự uống nước dừa đó hay sao uống dừa lại rồi con. Đây em gửi chị Thảo thì đếm số tiền này đi là 12 phần quà 3,6 triệu là phần tiền mua quà đủ rồi và cái tiền em gửi kia là mỗi người thêm 100.000 nữa tổng 4,8 triệu rồi ok.